Với nhiều nước, tự do là một giá trị mang tính tưởng tượng hơn là thứ có thể ứng dụng trong thực tiễn. Vì vậy, giá trị thực sự của tự do luôn được bàn tán, tranh cãi và thảo luận. Trên thực tế, việc thừa nhận hay sử dụng giá trị này trong hoạt động chính trị, xã hội dường như là một liệu pháp xa xỉ. Tuy nhiên, tự do không chỉ dừng lại như một biểu tượng cho bản sắc chính trị Mỹ, mà còn hơn thế, đó là mạch máu đang chảy trong huyết quản của mỗi người dân Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà nước Mỹ luôn tự hào là quốc gia tự do nhất trên thế giới và tự nhận trách nhiệm phải truyền đạt giá trị này ra toàn cầu. Các nhà khoa học thực dụng bàn về tự do Mỹ như một lời biện hộ đầy hoa mỹ cho những hành động chính trị khôn khéo nhằm tăng cường vai trò can dự không chính đáng. Mặt khác, giới chính trị Mỹ và một số người lạc quan nhấn mạnh tự do Mỹ chỉ là một niềm tin cao cả mà thế giới cần có, vì tính cốt lõi chân chính cuối cùng mà nhân loại hướng đến chính là tự do. Vậy, tự do Mỹ nên hiểu ra sao và điều gì khiến tự do quan trọng với giới chính trị Mỹ đến vậy? Hơn nữa, tự do được Mỹ sử dụng như thế nào trong một thế giới cần tự do nhưng không cần đến Mỹ? Những câu hỏi kiểu này chỉ là một vài thắc mắc nhỏ trong câu chuyện về nước Mỹ và thế giới, vốn vô cùng rộng lớn và huyền bí. Hãy cùng Spy Room tìm hiểu về tự do Mỹ từ nội bộ nước Mỹ và trong cách Mỹ hành động với các quốc gia khác qua bài viết Tự do với Mỹ quan trọng như thế nào của tác giả Quang Khải nhé! Nhận thức về tự do bên trong nước Mỹ. Sau khi phát hiện ra châu Mỹ, hay còn gọi với cái tên Tân Thế Giới, các cường quốc châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh và Hà Lan đã ra sức cạnh tranh để khám phá, chinh phục và thực dân hóa châu Mỹ. Vì vậy, khái niệm tự do Mỹ được biết đến ngày nay cũng du nhập từ những người di cư ở châu Âu trong thời kỳ này. Tuy nhiên, mỗi dân tộc nhập cư lại có thái độ hoàn toàn khác với tự do. Chẳng hạn, Hà Lan chỉ nhìn vào tự do tưởng tượng, hay Tây Ban Nha là tước đoạt tự do, chứ không hình thành giá trị riêng cho nó. Duy chỉ có nước Anh có thái độ cởi mở hơn khi trở thành đế chế và tiếp cận tầng thế giới theo cách phóng khoáng hơn về tự do. In 1497, John Cabot, another Italian, crosses the ocean and claims the territory he discovers for the King of England. Tại châu Mỹ, nước Anh thử nghiệm nhiều trạng thái dân chủ, tự do từ các học thuyết đặc trưng như tinh thần pháp luật và khế ước xã hội, và đạt được tự do bằng cách tuân thủ theo các quy định, luật pháp chung. Bên cạnh đấy, nước Anh cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần của chủ nghĩa thành giáo nhấn mạnh về quyền tự do bình đẳng trước Chúa. Chính sức mạnh tôn giáo này đã gắn kết người dân thuộc địa tại Mỹ. Họ bắt đầu tin vào tự do nhiều hơn, như cách họ tin tuyệt đối vào Chúa. Kinh Tân Ước phán rằng, tinh thần Chúa ở đâu thì tự do ở đó. Người dân thuộc địa Mỹ đã biến khái niệm tự do thành của riêng mình và nhận ra bản chất tự do không chịu kiểm soát bởi bất kỳ thế lực nào. Chính tư tưởng này đã làm nổi lên cuộc cách mạng Mỹ đấu tranh đòi quyền tự do khỏi sự cai trị của Anh. Lòng khao khát tự do cháy bỏng được hô hào qua khẩu hiệu chính trị của Patrick Henry, một trong những người sáng lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là "Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết". Richard Henry Lee, nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Mỹ, cũng đã thể chế hóa nội hàm tự do, rằng tự do không dành riêng cho từng cá thể mà còn cho các quốc gia. Các thuộc địa châu Mỹ phải thống nhất và phải có quyền tương xứng như là các quốc gia tự do và độc lập. Đây chính là tâm niệm về quốc gia tự do làm động lực thôi thúc cho Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ, viết bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ vào năm 1776 rằng: "Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc". Jefferson đã liệt kê những nội dung căn cốt nhất của tự do, mặc định cho dân tộc Mỹ một hình ảnh vĩ đại về mục đích sống và nhiệm vụ của họ với thế giới. Đặc biệt, tự do không còn là một giá trị mang tính liệt kê đơn thuần mà đã được hiện hữu qua văn bản thành văn quan trọng nhất của nước Mỹ, đó chính là Hiến pháp Mỹ. Hiến pháp ra đời đóng vai trò thừa nhận và bảo vệ giá trị tự do. Từ đó, giá trị này trở thành nền tảng cho việc xây dựng thể chế chính trị, hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực hành xử quốc tế của nước Mỹ với thế giới. Tuy nhiên, tự do Mỹ vẫn chưa thật đúng nghĩa khi số đông người dân vẫn chịu cảnh nô lệ. Vì vậy, Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Mỹ, đã lên án chế độ nô lệ vi phạm trắng trợn các nguyên tắc tự do của Hoa Kỳ được nêu trong bản tuyên ngôn độc lập và bản hiến pháp.
Lincoln tin rằng việc loại bỏ chế độ nô lệ là một chân lý nghiễm nhiên để Hoa Kỳ hoàn thành toàn diện nguyên tắc dân chủ và tự do, từ đó giúp phổ biến chúng ra khắp thế giới. Các nhà nghiên cứu lịch sử cũng thấy rằng chế độ nô lệ đã can thiệp vào việc hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của tự do Mỹ. Chính điều này đã đi trước tấm gương về tự do và ảnh hưởng chính đáng trên thế giới của Mỹ, dẫn đến các nước chế nhạo Mỹ là đạo đức giả. Chính vì vậy, chiến thắng của Lincoln về chấm dứt chế độ nô lệ được so sánh như thắp sáng lại ngọn đuốc tự do Mỹ và trở thành cột mốc cho giai đoạn đổi mới tự do dựa trên nền tảng thượng tôn lý tưởng về tự do nhân dân là của dân, do dân và vì dân. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Hành động đối ngoại tự do của Mỹ. Nước Mỹ trong thế kỷ 20. Hành động đối ngoại của Mỹ cũng phần nào củng cố cho giá trị tự do trong nội bộ quốc gia này. Trong suốt thế kỷ 20, nước Mỹ luôn phô diễn giá trị tự do làm châm ngôn, lý tưởng cho hoạt động đối ngoại. Trên cơ sở đó, Mỹ tự nhận mình có trách nhiệm khai hóa và lan tỏa tự do khắp thế giới như lời biện hộ chính đáng cho các hành động chính trị của mình. Năm 1941, Tổng thống thứ 32 của Mỹ Franklin D. Roosevelt đệ trình 4 luận điểm tự do và giải thích tự do quyền tối cao của người dân ở khắp mọi nơi. Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Trên cơ sở này, Mỹ tuyên bố có trách nhiệm chính đáng phải bảo vệ nền tự do đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa phát xít và đảm nhận vai trò lãnh đạo tự do cho thế giới bằng việc thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc. Mỹ dương cao khẩu hiệu bảo vệ quyền tự do toàn cầu, nhưng trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới, vai trò của Mỹ lại rất mờ nhạt. Nhìn chung, nước Mỹ chỉ tham chiến với tần suất rất thấp. Thay vào đó, Mỹ tập trung tìm kiếm các nguồn lợi đặc trưng khác trong quan hệ quốc tế như kinh tế, chính trị. Thậm chí, dù Mỹ đang là hình ảnh đại diện quan trọng của nền tự do trên thế giới, nhưng quốc gia này vẫn không ngần ngại xâm phạm đến giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền. Điển hình là chính quyền Roosevelt thông qua chính sách vào năm 1942. Qua đó, hơn 110.000 người Mỹ gốc Nhật bị bắt giữ ở các trại giam trong Thế chiến thứ hai. Đó là sự vi phạm quyền tự do dân sự lớn nhất của Mỹ trong thế kỷ 20. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nước Mỹ thừa cơ quảng bá sức mạnh đơn cực của mình trên toàn cầu qua lời khẳng định là ngọn đuốc tự do thắp sáng cả thế giới. Rõ ràng, những thông cáo về nhận thức và hành động chuẩn mực tự do của Mỹ trong suốt giai đoạn từ chiến tranh thế giới đến chiến tranh lạnh giúp ta hình dung một cách trực diện hơn về tự do cả trong lý thuyết và thực tiễn. Không như những lời tuyên bố Hoa Mỹ về tự do của quốc gia này, các hành động đối ngoại của Mỹ trước hết bị chi phối bởi lợi ích quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng hoàn cảnh, Mỹ buộc phải đánh tráo khái niệm, thậm chí là xâm hại giá trị nguyên bản về tự do. Nước Mỹ trong thế kỷ 21. Sau khi bị khủng bố tấn công vào năm 2001, nước Mỹ cho thấy quyết tâm lấy tự do như một cách chữa trị cho sự bất an của người Mỹ. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ giải thích Hoa Kỳ phải bảo vệ tự do và công lý vì nguyên tắc tự do là đúng đắn với tất cả mọi quốc gia. Tuy nhiên, đứng trước lý lẽ Hoa Mỹ về tự do, nước Mỹ không tránh khỏi những dao động mạnh mẽ bởi những nguồn lợi ích phong phú khác. Điển hình là món lợi kinh tế trong sự kiện can thiệp của Mỹ tại Trung Đông trước thêm cuộc chiến vùng vịnh. Khi mà giếng dầu Kuwait tại Iraq đã làm gia tăng đáng kể sức hút kinh tế của quốc gia này trên trường quốc tế. Chính điều này đã khiến Mỹ làm ngơ và thậm chí ra tay giúp đỡ gián tiếp sự kiện Iraq tấn công Iran vào năm 1980. Nghiêm trọng hơn, việc Saddam Hussein thảm sát hàng nghìn người làm dấy lên làn sóng phản đối từ Quốc hội Mỹ vì đã vi phạm giá trị bản sắc tự do, dân chủ và nhân quyền. Thế nhưng, những yêu cầu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iraq đã bị ngăn cản bởi nhiều thế lực, từ chính quyền đến các công ty tư bản tầm cỡ. Đôi khi, nước Mỹ còn đem giá trị tự do Mỹ đổi chác để được tiếp cận lợi ích kinh tế hoặc trao đổi ảnh hưởng chính trị. Nhất là sau những cải cách kinh tế toàn diện của Đặng Tiểu Bình, thế hệ lãnh đạo thứ hai của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hàng đầu thế giới, trao đổi lợi nhuận ròng với các công ty Mỹ cán mốc 100 tỷ USD một năm. Trước một nguồn kinh tế phong phú như vậy, các tổng thống Mỹ cũng bị chi phối và lấn át mất các giá trị tự do trong các tuyên bố đối ngoại. Tổng thống George Bush Sr. thường xuyên phải đứng ra phủ quyết những đề xuất của đảng đối lập về tình trạng đàn áp tự do, nhân quyền tại sự kiện Thiên An Môn.
giá trị tự do trong chính sách đối ngoại của Mỹ đang dần được hiểu rộng hơn trước lực hút mạnh mẽ của trò chơi cạnh tranh quyền lực. Thực tế cho thấy, quyền lực Mỹ trong thế kỷ 21 đang đi xuống. Do đó, những cam kết tự do cũng bắt đầu nhạt nhòa trước những biến động to lớn khi cán cân quyền lực không còn nghiêng về phía Mỹ. Các cam kết về tự do của Obama, Trump và Biden đều không đồng nhất và giá trị tự do của Mỹ chỉ là vỏ bọc cho các hành động được đưa ra. Tổng thống Obama tự nhận trách nhiệm của Mỹ phải giải quyết vấn đề về bất công và bất bình đẳng, và chúng ta, tức Hoa Kỳ, phải đảm bảo các quyền tự do bẩm sinh cho tất cả mọi người. Sau hai nhiệm kỳ cầm quyền, Obama đã để lại di sản nhiệm kỳ khá thành công với cam kết đạt được tự do ở Trung Đông khi thực hiện rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và tiêu diệt thành công thủ lĩnh khủng bố. Nhiều chuyên gia cho rằng việc chuyển dần vai trò tự do Mỹ ở Trung Đông của chính quyền Obama là để tập trung chiến lược xoay trục châu Á-Thái Bình Dương nhằm kiềm chế sức mạnh trỗi dậy của Trung Quốc. Rõ ràng, tự do Mỹ dưới thời Obama đang cho thấy tính thực tế trong từng hành động thay vì giá trị thật sự của tự do. Thậm chí sau đó, Tổng thống Donald Trump còn suy nghĩ thực dụng hơn về tự do khi mà hoạt động đối ngoại kinh tế đi theo quan điểm nước Mỹ trên hết, đề cao vai trò Mỹ ủng hộ thương mại tự do, nhưng cần phải công bằng và có đi có lại. Chính sách thực dụng này của Donald Trump có thể làm nguy hại đến bản chất nền tự do trên thế giới, bởi vì các thể chế kinh tế và xã hội của từng quốc gia sẽ tiếp cận về nền dân chủ và quyền tự do khác nhau. Việc Mỹ thúc đẩy tự do thương mại bằng cách gia tăng sự cạnh tranh kinh tế với các cấu trúc nhà nước khác sẽ khuyến khích sự trỗi dậy của các loại chủ nghĩa cực đoan, điển hình là chủ nghĩa dân tộc. Tiếp đến Tổng thống Joe Biden, tự do được sử dụng nhuần nhuyễn như tấm bình phong của Mỹ để thuận tiện ban hành chính sách đối ngoại ưu việt về chính trị và quân sự nhằm phục hồi giá trị Mỹ. Chính quyền ông Biden quyết định chấm dứt hoàn toàn chiến tranh tại Afghanistan với giải thích là sai lầm khi ở lại và chiến đấu lâu dài trong một cuộc xung đột không vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Rõ ràng, đi ngược lại những tuyên bố về vai trò, trách nhiệm Mỹ là truyền tải tự do khắp thế giới. Phát biểu của ông Biden cho thấy rõ lợi ích quốc gia là căn cơ nền tảng nhất, còn giá trị tự do chỉ là hình thức bao bọc đầy hoa mỹ. Có thể thấy, tự do của Mỹ đã trải qua một bề dày lịch sử. Nhận thức về giá trị tự do của Mỹ được ấn định sâu sắc trong tiềm thức lịch sử hình thành và phát triển dân tộc. Tuy nhiên, tự do Mỹ đã thay đổi phần lớn trong các hành xử đối ngoại. Đặc biệt, khi quyền lực và lợi ích quốc gia đang có dấu hiệu thuyên giảm, Mỹ càng tỏ rõ sự suy yếu và rời xa dần giá trị cốt lõi về tự do. Vừa rồi là hành trình lịch sử về tự do Mỹ, đi từ những ngày đầu thành lập quốc gia này với giá trị tự do được đặt lên hàng đầu, cho đến khi Mỹ trở thành một cường quốc, bắt đầu truyền bá tự do ra toàn thế giới. Bạn nghĩ sao về tinh thần tự do của Mỹ? Liệu tự do có còn ý nghĩa với người dân Mỹ hay không? Hay lợi ích quốc gia sẽ được đặt lên hàng đầu? Chủ đề này có khiến bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về chính sách của một quốc gia hay quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia khác không? Chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.